Xin chào các bạn. Trong bản video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách giảm tốc độ phát video tiếng nước ngoài, ví dụ là tiếng Anh. Như thế các bạn sẽ có điều kiện để nghe và hiểu dễ hơn các video bằng tiếng nước ngoài. Chúng tôi bắt đầu nhé. Vậy, ở đây, trên cái trang web của Khoa học Tinh thần Doanh nhân và Khởi nghiệp, chúng tôi sẽ xem thử một video bằng tiếng Anh của ông giáo sư Bill Olet, Việt, MIT, Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ xem video này toàn màn hình để cho nó dễ xem hơn bằng cách là tôi click vào biểu tượng full screen ở đây. Và bây giờ tôi đang phát video. Hi, my name is Bill Olet and I'm going to talk about disciplined entrepreneurship. 24 steps to successfully launching a new venture. Các bạn thấy là ông Olet thì nói tiếng Anh cũng khá nhanh. Nếu bây giờ là các bạn là muốn nghe ông nói chậm hơn thì đơn giản là đưa trò con chuột vào cái bánh xe settings ở đây. Rồi sau đó thì chọn playback speed, tức là tốc độ phát video, và từ chế độ normal, tức là bình thường, thì có thể chọn một chế độ chậm hơn, ví dụ đây là giảm 25%, còn 0,75. Bây giờ tôi sẽ phát lại từ đầu để các bạn có thể so sánh. Hi, my name is Bill Olet. I'm going to talk about disciplined entrepreneurship. 24 steps to successfully launching a new venture. What I'm going to start with is what is entrepreneurship? Because this term. Các bạn thấy là giảm tốc độ phát video cho phép hiểu dễ hơn những lời nói của giáo sư Olet. Đồng thời các bạn có thể đọc các phụ đề bằng tiếng Anh. Như thế thì càng dễ tiếp thu những nội dung mà giáo sư Bill Olet đang truyền đạt. Vậy, chúng tôi hy vọng rằng là bản video này đã có lợi ích cho các bạn và chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe.